Bảng giá xe máy Honda Vision cuối tháng 3 cập nhật hôm nay 31 tháng 3. Cập nhật bảng giá xe máy Honda Vision 2023 mới nhất hôm nay ngày 31 tháng 3. Honda Vision thường xuyên nằm trong top 3 xe tay ga bán chạy nhất tại Việt Nam. Bảng giá Honda Vision chi tiết mới nhất cuối tháng 3 năm 2023. Honda Vision tiêu chuẩn giá bán đề xuất 31,29 triệu, giá bán đại lý 34 triệu. Honda Vision cao cấp giá bán đề xuất 32,99 triệu. Giá bán đại lý 35 triệu. Honda Vision đặc biệt giá bán đề xuất 34,39 triệu, giá bán đại lý 36 triệu. Honda Vision thể thao giá bán đề xuất 36,59 triệu, giá bán đại lý 39 triệu. Lưu ý giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. Thị trường xe máy trong tháng 3 năm 2023 tại Việt Nam có nhiều diễn biến bất ngờ, khi đồng loạt nhiều mẫu xe có giá bán ra giảm nhiệt mạnh. Sang nửa cuối tháng 3 năm 2023, giá xe tay ga ăn khách nhất thị trường Việt Nam là Honda Vision, cũng không mấy khởi sắc hơn so với những thời điểm đỉnh cao trước đây. Theo đó, giá bán thực tế của Vision giảm mạnh, với mức chênh dao động chưa tới 3 triệu đồng so với giá khởi điểm của nhà sản xuất. Khảo sát một số head Honda ở Vĩnh Phúc, cho thấy các phiên bản của Honda Vision đang được bán ra với giá rất tốt, dao động từ 34 đến 39 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản. Theo đó, mức chênh lệch so với giá đề xuất của xe chỉ dao động từ 2,5 đến 2,8 triệu đồng. Một số head Honda lớn ở khu vực Hà Nội, giá dòng xe tay ga Honda Vision cũng chênh nhẹ hơn so với các tháng trước đây. Điều này rõ ràng đang đem lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng. Đánh giá xe Honda Vision 2023. Mẫu xe Honda Vision 2023 mới nhất với thiết kế mới, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, hệ thống khóa thông minh Smart Key đây được xem là một trong số mẫu xe tay ga được yêu thích nhất, nhưng đây cũng là mẫu xe khiến người tiêu dùng thiệt thòi nhất vì giá bán thực tế tại các đại lý tăng cao hơn nhiều so với giá đề xuất. Honda Vision 2023 là dòng xe tay ga nữ thấp nhỏ, nhẹ nhàng, luôn đạt doanh số bán ra cao nhất của Honda Việt Nam, do nhắm đúng vào phân khúc thị trường xe tay ga giá rẻ, đặc biệt kiểu dáng xe phù hợp với phụ nữ Việt Nam thường có chiều cao khiêm tốn. Xe tay ga Honda Vision nổi tiếng với sự vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa rẻ hơn các dòng xe máy khác trong cùng phân khúc. Xe máy Honda Vision 2023 chính thức được Honda ra mắt ngoại hình thiết kế mới, với phong cách châu Âu, tương tự người đàn anh Honda SH125. Tính đến nay, xe máy Honda Vision đã trải qua nhiều lần cải tiến với hàng loạt các phiên bản đổi mới, như phiên bản đặc biệt, phiên bản thể thao với động cơ ESP thế hệ mới nhất, và điểm đặc biệt trong lần cải tiến này là tiết kiệm năng lượng chỉ tiêu hao 4% nhiên liệu. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha lớn dạng bo tròn, viền mạ bằng kim loại sáng đi kèm là những đường gân dập nổi chạy dọc theo đầu xe. Ngoài thiết kế thanh lịch cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, Vision 2023 mới còn mang đến cho người lái nhiều tiện ích hướng tới sự thoải mái và đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Honda Vision 2023 nặng 95 kg, kích thước 1871 x 686 x 1101 mm, khoảng cách trục là 1255 mm, yên cao 761 mm, bình xăng 4,9 lít. Honda Vision 2023 trang bị khóa thông minh Smart Key trên 3 phiên bản thể thao cao cấp và đặc biệt, cùng với các tính năng ưu việt cùng được tích hợp trên thiết bị điều khiển fob, bao gồm chức năng kích hoạt ngưng kích hoạt khóa điện từ xa và hệ thống xác định vị trí xe thông minh, mang lại cho người dùng sự tiện lợi vượt trội và trải nghiệm cao cấp giống như sử dụng trên ô tô. Điểm thay đổi mới trên phiên bản Honda Vision 2023 ở mặt đồng hồ là đèn hiển thị xi nhan trên được cải tiến với bố trí tách rời hai bên trái và phải thay vì gom thành một cụm như phiên bản trước đó. Ngoài ra, việc áp dụng khung dập hàn laser thông minh thế hệ mới ESAF mang lại cho Honda Vision 2023 một bộ khung cứng cáp có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao. Xe máy Honda Vision 2023 vẫn sử dụng động cơ ESP dung tích 110 phân khối, cho công suất tối đa 6,59 kW tại 7.500 vòng trên phút, mô men cực đại 9,29 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Động cơ này tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và ngắt động cơ tạm thời. Nhờ bộ khung xe mới, Vision mới nhất 2023 tiết kiệm nhiên liệu hơn 4% so với đời trước. Xe tay ga Honda Vision 2023 được trang bị bình xăng có dung tích 4,9 lít và có trọng lượng là 96 kg. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 1,85 lít trên 100 km. Cảm ơn các bạn đã thích.